Trâm thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp Di trú trực tiếp trên đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với luật sư Di trú Khanh Phạm. Chào luật sư Khanh. Khanh xin chào chị Trâm và Khanh xin chào quý vị khán thính giả của đài VOA. Quý vị đang theo dõi trực tiếp chương trình. Chúng tôi đang nối nhịp cầu với luật sư Khanh Phạm từ Texas và chúng tôi từ thủ đô Washington DC. Trâm My xin mời quý vị và các bạn bắt đầu đặt câu hỏi nha. Trong phần bình luận bên dưới khung màn hình, chúng ta sẽ vừa trình bày chủ đề mới, cũng vừa trả lời những thắc mắc của quý vị khắp nơi. Chương trình 30 phút thì sẽ ưu tiên cho những ai đặt câu hỏi trước sẽ được trả lời trước. Và xin mời quý vị theo dõi cái chủ đề ngày hôm nay, khi mà chúng ta đang có rất là nhiều những thông tin mới, những thông tin cập nhật thay đổi từng ngày về vấn đề trục xuất người tị nạn hoặc là người nhập cư bất hợp pháp. Và thì cái chủ đề ngày hôm nay, như quý vị thấy, là tội phạm được ân xá đó có thoát khỏi lệnh trục xuất hay không. Tội phạm được ân xá ở đây có nghĩa rằng là những người nhập cư, những người di dân mà đã có tiền án tiền sự, đã có lãnh án, bị tuyên án và sau đó thì được ân xá, có thể là có nhiều cấp ân xá khác nhau, mà mới đây nhất là mình thấy có hai trường hợp được thống đốc của bang California ân xá. Thì sau khi mà được ân xá như vậy đó thì họ có được gọi là thoát khỏi cái lệnh trục xuất không? Thì mình biết là cái quy định là hễ người nào di dân mà phạm tội hình sự mà chưa có nhập quốc tịch nhé, thì những cái tiền án tiền sự đó cũng có là một trong những lý do khiến họ bị trục xuất. Và những cái trường hợp mà được ân xá khỏi những cái tội đó thì có còn bị trục xuất nữa hay không? Mời quý vị cùng tìm hiểu với luật sư Khanh Phạm. Xin mời luật sư Khanh. Thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thì giống như chị Trà My có nói thì có vài cái trường hợp là mình có thể được ân xá và đặc xá. Trước hết là mình nói về ân xá, bởi vì giống như một cái người thống đốc mà chị Trà My có nói, ông Jerry Brown, ông cựu thống đốc của tiểu bang Cali. Thì trước khi ông rời khỏi văn phòng thì năm vừa rồi thì ông có ân xá cho hình như cỡ 100 người á. Thì trong 100 người đó thì có một vài người là đang có cái lệnh trục xuất cuối cùng bởi vì cái tội hình sự của họ. Và ông Jerry Brown ông cũng đã ân xá cho những cái người này, coi như ông là nói là ok, cái tội này được xí xóa. Thì với những cái tội đó thì những cái người này được ông thống đốc ông ân xá đó, thì họ mở lại cái hồ sơ của họ với quan tòa của sở di trú và họ đã lấy được lại cái thẻ xanh của họ. Thì thưa quý vị, trước giờ Khanh và chị Trà My làm đài, Khanh và chị Trà My cũng có đụng về, cũng có chạm về tới cái vấn đề này rồi. Ân xá thì nếu mà mình có được một người thống đốc họ ân xá cái tội hình sự của mình. Và cái thứ hai, nếu mà lên cao hơn nữa, nếu mà bên trên tòa bạch ốc ông tổng thống ông ân xá cho, thì nói chung những cái sự ân xá đó coi như sẽ xí xóa đi cái tội hình sự của mình lúc xưa. Và một khi cái tội hình sự của mình lúc xưa được xí xóa đó, thì có nghĩa là mình quay ngược về với bên sở di trú mình nói là cái tội này được xóa xong rồi, quý vị không có thể nào mà trục xuất tôi được nữa. Thì tới lúc đó thông thường quan tòa di trú hoặc là bên Board of Immigration Appeal, coi như là tòa kháng án của di trú, họ sẽ đồng ý, họ chấp thuận, họ mở hồ sơ lại và họ đóng cái hồ sơ trục xuất, coi như là quý vị không còn bị trục xuất nữa. Nhưng mà trước khi mình nói về cái chuyện trục xuất, xin được hỏi thăm, có những người họ cũng chưa có hiểu rõ lắm, những cái trường hợp mà bị trục xuất đó là hãy có tiền án tiền sự mà chưa có quốc tịch là bị trục xuất phải không, hay là có những cái biệt lệ nào khác? Dạ thưa chị, thông thường mình nói trước hết về cái sự thông thường á, nếu mà quý vị nào chưa có nhập tịch thì một khi quý vị có những cái vấn đề về hình sự thì cơ hội là có là quý vị sẽ được sở di trú và đưa quý vị vào trong cái quá trình để mà họ trục xuất quý vị. Và một khi quý vị nào mà sinh ra ở nước Mỹ mà có quốc tịch được theo qua sinh nước ở nước Mỹ, hoặc là coi như là bố mẹ mà truyền quốc tịch cho con cái, giống như mà Khanh nói với chị Trà My tuần vừa rồi đó, thì nói chung những người đó cho dù họ có quốc tịch mà họ phạm tội hình sự đi nữa thì những cái người đó sẽ không có bị trục xuất được. Bởi vì nói chung một khi họ sinh ra thì nói chung là quốc tịch họ đã có sẵn luôn rồi. Chỉ có những người nào mà nhập tịch theo cái sự việc ăn theo, giống như là con cái dưới 18 tuổi mà người bố hoặc mẹ nhập tịch thì xong con cái nhập tịch ăn theo, hoặc là những cái người nào mà xin đi thi để mà nhập tịch, thì những cái người đó có thể bị coi như là tước hồi lại cái giấy nhập tịch của họ để mà bị trục xuất. Cái quá trình giống như vậy đi. Ví dụ cái người con nhập tịch ăn theo mà người bố, lúc mà trong người bố làm giấy tờ thì người bố có làm giấy tờ giả đi chẳng hạn, thì nếu mà sau này sở di trú họ biết được, họ có thể quay ngược lại hết từ đầu, họ nói là rút lại cái giấy tờ nhập tịch của bố và cũng đi rút đi cái giấy tờ ăn theo của người con chẳng hạn. Thì trong những trường hợp đó, những cái người này nếu mà họ có tiền án hình sự lúc trước á, thì họ vẫn có thể bị trục xuất.
cho dù họ có quốc tịch rồi, nhưng mà đòi hỏi là bên sở di trú Mỹ phải đứng ra để mà thu hồi lại cái quốc tịch. À, và một khi thu hồi xong thì có thể bị đưa vào trong cái tòa di trú để mà đòi trục xuất. Còn nếu không, những người bình thường giống như những người qua bên Mỹ mà không có hợp pháp, hoặc những người Mỹ qua Mỹ có hợp pháp mà sau này họ ở bất hợp pháp, hoặc là những người qua Mỹ đang có hợp pháp giống như những cái visa đi làm chẳng hạn và họ vẫn đang ở đây hợp pháp, hoặc là những người nào có thẻ xanh một khi họ phạm tội hình sự ở bên nước Mỹ, bất cứ nơi nào trong tiểu bang 50 tiểu bang của nước Mỹ, một khi họ phạm tội hình sự thì tùy theo cái tội họ phạm họ có thể bị sở di trú bắt họ vào để mà coi như là đòi trục xuất họ trong quá trình đó. Như vậy là hễ mà có phạm tội, hễ có tiền án tiền sự lãnh án thì phải bị trục xuất phải không? Đó là một cái quy định chung. Cái này dạ thưa chị, tùy tùy theo cái tội mình phạm và tùy theo mình phạm bao nhiêu tội. À, thì ví dụ khanh chỉ ví dụ quý vị có thẻ xanh đi chẳng hạn, quý vị uống rượu bị xỉn, bị uống Lái rượu xe. mà lái xe, quý vị bị bắt một lần đầu, sở di trú họ không có thể nào họ trục xuất quý vị được. Quý vị bị bắt lần thứ hai, sở di trú cũng không bắt có thể nào mà đòi trục xuất quý vị được. Tới lúc mà quý vị bị bắt lần thứ ba thì tới lúc đó thông thường á, cái lần thứ ba là bên bên tòa hình sự họ sẽ đẩy cái này lên, nó gọi là federal felony, có nghĩa là felony, có nghĩa là cái tội nặng hơn nữa. Thì tới lúc đó tùy theo quý vị bị như thế nào thì có thể quý vị có thể bị bỏ vào trục xuất. Nhưng mà thông thường nếu mà cho dù quý vị lên cái lần thứ ba lái xe mà uống rượu mà bị felony, thông thường sở di trú họ cũng không trục xuất. Nhớ À, nha, cái tùy này theo ba cái tội gì phải không ạ? À? Nếu mà tội hình dạ sự đúng, gọi là giết người, cướp của hay cái gì giết hoặc là người dạ. của dùng súng ống để mà giết người, hoặc là dùng vũ khí để mà hãm hại người á, thì just những cái tội đó có thể bị trục xuất tùy theo quý vị bị bỏ tù bao lâu. Nhưng mà nếu mà quý vị ở nước Mỹ bất hợp pháp, cái này trước hết mình nói hợp pháp và bất hợp pháp nhé. À, hồi nãy cái ví dụ Khanh đưa ra là cái người có thẻ xanh họ ở đây họ làm những cái tội đó thì nói chung là mấy cái tội đó không sao. Nhưng mà ví dụ một người ở đây bất hợp pháp rồi họ đi uống rượu lái xe, họ bị bắt, sở di trú có thể đòi trục xuất ngay lần đầu luôn, chứ không có phải đợi lần thứ hai hoặc Dạ lần thứ vâng. ba. Nếu là hợp pháp á, thì uống rượu lái xe lần đầu có thể dù gì, nhưng mà bất hợp pháp á, mà lái xe uống rượu thì ngay lần đầu cũng đã trục xuất rồi. Dạ đúng. Hoặc là những cái người nào mà đang ở đây với những cái visa đi làm lâu dài, có nghĩa là cái visa H1B hoặc cái L, có thể có nhiều lúc á, một khi mình bị phạm tội uống rượu lái xe lần đầu, sở di trú họ có thể nói họ thu hồi lại mấy cái thị thực đó và họ đòi đưa quý vị vào trục xuất. Nên vì vậy cái tình trạng của quý vị ở đây nó rất là nó điều khiển về cái vấn đề là quý vị có thể bị vào trục xuất hay không. Dạ, như vậy đó thì bây giờ mình nói với cái lệnh ân xá thì tất cả những người mà đã có tiền án rồi và được ân xá, bây giờ mình nói ở cái cấp là thống đốc đi, ở cấp tiểu bang đi, mà ân xá cho họ thì đương nhiên tự động là họ không khỏi có phải lo cái chuyện trục xuất hay không, hay họ cần phải làm những cái gì để đi đi tới cái con đường là bây giờ tôi an toàn rồi, sau khi tôi được ân xá, tội tôi được xóa rồi thì tôi không sợ phải bị đuổi ra khỏi nước Mỹ nữa. À, thưa quý vị, và thì chị Trà My có đưa Khanh một cái con số thống kê là năm nay hiện tại trong nước Mỹ này có hơn 8.800 người Việt Nam đang trong cái quá trình đã coi như có lệnh trục xuất rồi và đang đợi bị trục xuất. Đúng không chị? Dạ vâng, 8.800 đúng không? 8.800. Cái này là toàn nước Mỹ có 8.800 người Việt Nam có cái lệnh trục xuất rồi. Và một lần nữa là mình qua chị Trà My có hỏi là nếu mà có cái sự ân xá đó thì những cái người này họ phải làm như thế nào? Thì thưa quý vị, thông thường quý vị nào đã qua trong cái quá trình trục xuất ấy, trước hết thì quý vị phải ra hầu tòa. Ví dụ ngay lúc ở quý vị hầu tòa sở di trú mà quý vị thắng hồ sơ thì nói chung là quý vị không có còn trục xuất nữa, trừ khi không có còn bị trục xuất nữa trừ khi bên sở di trú họ muốn kháng kiện lên. À, và một khi ví dụ họ kháng kiện lên thì cái tòa kháng kiện là tòa Board of Immigration Appeal. Nếu mà họ vẫn để cho quý vị thắng, có nghĩa là quý vị không bị trục xuất nữa rồi, nhưng mà nếu mà trong quá trình tòa Board of Immigration Appeal không có đồng ý với cái lệnh của cái phán án của ông quan tòa ở dưới, họ sẽ một là đưa ra phán án riêng của họ, hai họ đẩy cái hồ sơ về lại quan tòa ở dưới để mà nghe lại. Ví dụ bây giờ trước hết là quý vị có biết có hai phần tòa, một là tòa sở di trú thông thường, hai là tòa kháng kiện. Rồi thông thường những cái người mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi đó, một là họ bị quan tòa sở di trú phán án là ok, không có thể nào mà coi như là thắng được, và cho dù quý vị kháng kiện quý vị cũng kháng kiện không được, bởi vì nếu mà quý vị là một cái người gọi là aggravated felon, có nghĩa là
quý vị phạm những cái tội mà coi như hình sự mà nặng, ví dụ là gây thương tích cho người, hoặc là và bao gồm với quý vị phải bị phán ở tù hơn năm á, sau 1997 coi như những cái tội đó coi như aggravated felon. Cho dù quý vị ra tòa, quan tòa phán án xong, quý vị không có thể nào kháng kiện lên trên BIA, bởi vì luật nói quý vị không thể kháng kiện được. Thì trong những trường hợp đó thì cái hồ sơ của quý vị ngừng lại với quan tòa sở di trú. Và ví dụ quý vị được ông thống đốc hoặc là những cái ông tổng thống họ đặt ân xá cho quý vị cái tội đó và họ xóa cái tội đó đi. Tới lúc đó quý vị phải khai lại với có cái tòa mà có thẩm quyền ngay cái lúc cái hồ sơ của quý vị đó, cái nơi mà có thẩm quyền cuối cùng cho hồ sơ của quý vị. Khai với tòa nói là bây giờ nè, cái tội hình sự này đã được ân xá rồi và họ đã xóa cái này từ cái hồ sơ của tôi rồi. Nên tôi đề nghị quý vị mở cái hồ sơ lại để mà xóa cái hồ sơ trục xuất đi. Một khi mình làm cái đó, tòa họ sẽ mở hồ sơ và họ xóa hồ sơ trục xuất. Và một khi quan tòa họ đưa ra cái lệnh, họ nói là họ xóa cái hồ sơ trục xuất đó, quý vị lại lấy cái lệnh đó, quý vị nộp với sở di trú để mà lấy lại cái thẻ xanh của quý vị mà quý vị đã bị mất lúc mà quý vị bị phán là trục xuất. Cái đó là cái quá trình. Còn nếu mà cái hồ sơ của quý vị thua ngay lúc mà quý vị kháng kiện lên trên cái tòa kháng kiện của sở di trú, thì nếu mà quý vị được ân xá thì quý vị phải xin mở hồ sơ lại với cái tòa kháng kiện, chứ không phải là cái tòa mà với ông quan tòa sở di trú. Quý vị phải nhớ, cái tòa di trú nào mà có cái thẩm quyền ngay cuối cái hồ sơ của quý vị, một khi quý vị được ân xá rồi, quý vị phải xin mở với cái tòa đó, chứ không phải là quý vị mở với cái tòa đầu mà quý vị đã đi hầu tòa. Dạ, như vậy đó là được cái lệnh ân xá thì không có thể nào nói là chắc chắn rồi, tôi yên tâm rồi, tôi khỏi phải làm gì nữa, tôi không còn bị trục xuất nữa, mà cần phải đi một cái bước tiếp theo là xin tòa mở hồ sơ lại, cái là xóa hồ sơ cũ, mở lại hồ sơ mới. Dạ thưa chị đúng. Dạ coi như không phải là xóa hồ sơ cũ mà mở hồ sơ mới, mà coi như là mở hồ sơ cũ và xóa đi cái hồ sơ cũ. Sẽ không có một cái hồ sơ mới nữa. À, tại vì thông thường một khi mà những cái quý vị nào mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi đó, có nghĩa cái hồ sơ của họ đã bị đóng. Thì bây giờ mình muốn mở cái hồ sơ đó ra lại và nói là nè, lúc mà quý vị đòi trục xuất tôi có cái, quý vị nói tôi bị có cái Tội hình nhỉ. cái tội hình sự này, nhưng bây giờ tôi đã được ân xá và cái tội này đã bị xí xóa rồi. Có nghĩa là đúng, mà theo luật quý vị không có thể nào trục xuất tôi được nữa. Bây giờ chúng tôi đề nghị quý vị mở hồ sơ này lại để mà xóa cái lệnh trục xuất đi. Và cái việc xóa lệnh trục xuất đó có cái giấy tờ chứng nhận gì hay không? Dạ thưa chị có. Thông thường nếu mà quan tòa mà cái thẩm quyền mà nằm với quan tòa thì quan tòa sẽ mở lại cái hồ sơ và quan tòa sẽ đưa ra một cái quyết định nói là ok, cái hồ sơ này được, cái người này không có còn trục xuất nữa và cái hồ sơ này coi như xóa, cái hồ sơ trục xuất này coi như bị xóa đi. Xóa có nghĩa là cái người này không có thể bị trục xuất nữa. Rồi quan tòa sẽ đưa ra cái giấy lệnh đó cho cái người mà được ân xá. Còn ví dụ nếu mà cái quan tòa kháng kiện có thẩm quyền để mà nghe hồ sơ thì quan tòa kháng kiện cũng y hệt như vậy, nói là ok, mở lại cái hồ sơ và có thể xóa đi cái lệnh trục xuất cuối cùng của tòa kháng kiện. Thì tới lúc đó và tòa kháng kiện cũng đưa ra một cái quyết định và có giấy tờ rõ ràng. Một khi mình có giấy tờ đó, mình mới lấy cái bộ giấy tờ đó mà mình nộp với sở di trú để mình xin lại cái thẻ xanh của mình được. Dạ vâng. Còn nếu trong trường hợp mà cái ân xá này không phải ở cấp ở thống đốc mà là ở cấp tòa án, tòa di trú này kia thì mọi chuyện như thế nào ạ? À, thưa chị và thưa quý vị, thì cách đây hình như là 2 tháng á, Khanh nghĩ là 2 tháng á, thì ông Attorney General William Barr, Bộ ông trưởng Tư có pháp. đưa ra ở tổng chánh pháp, ông có đưa ra một cái quyết định rằng là nếu, quý vị phải nghe rất là rõ nha, nếu mà quan tòa hình sự coi như là ân xá cho quý vị. Thông thường trước đây một khi quan tòa hình sự họ ân xá thì nói chung là sở di trú nói là ok, họ sẽ tuyên theo cái sự ân xá đó mà họ sẽ cho quý vị mở hồ sơ lại. Nhưng mà một khi ông tổng chánh pháp William Barr ông đưa ra quyết định này, ông nói bây giờ phải coi lại cái lý do tại sao quan tòa hình sự lại ân xá. Nếu mà cái lý do quan tòa hình sự ân xá cái hồ sơ này bởi vì để mà coi như là tránh đi cái sự trừng phạt của bên luật di trú đó, thì cái ân xá này nó không có, nó vô hiệu lực đối với cái vấn đề để mở hồ sơ để mà xin xóa đi cái hồ sơ trục xuất. Quý vị nghe rõ nha, nếu mà quan tòa hình sự họ mở ra hồ sơ để mà ân xá cho quý vị, để mà quý vị tránh đi cái sự trừng phạt của luật di trú, thì cái lệnh ân xá này nó không có hiệu quả.
Cái thứ hai, nếu mà quan tòa là bên hình sự họ mở ra cái lệnh họ ân xá cho quý vị để mà họ giảm cái thời gian mà quý vị ở tù xuống, cho dù quý vị đang trong quý vị đã ở tù hơn 1 năm rồi, nhưng mà sau này họ mở cái hồ sơ, họ giảm cái hồ ngày tù xuống, họ nói là ồ tôi cho thay vì 1 năm sẽ coi như 6 tháng hoặc 10 tháng gì đó, thì cái lệnh ân xá đó một lần nữa sẽ không có hiệu quả cho quý vị, bởi vì cái đó nó vẫn là có nội dung để mà coi như tránh đi cái sự trừng phạt của sở di trú. Vậy trong trường hợp Còn nào thì cái lệnh ân xá của tòa hình sự có giá trị với lại tòa di trú? dạ thưa chị, cái trường hợp duy nhất mà cái sự ân xá của tòa hình sự có giá trị với sở di trú là nếu mà họ ân xá bằng cách rằng là một có những bằng chứng mới là nói là quý vị không có phạm tội cũ, hoặc là cái người nhân chứng mà đưa ra mà khép tội quý vị đó họ bắt đầu họ họ nói là ok cái Phạm sự cung. việc này không phải là phải, có nghĩa là đúng, có nghĩa là những người ra nào nào mà đưa ra khẩu cung là để mà ghép tội quý vị, bây giờ họ nói cái những cái sự việc đó họ nói là họ nói không đúng với sự thật, và tới lúc đó nếu mà quan tòa họ mở hồ sơ lại để mà họ coi như họ bỏ cái hồ sơ quý vị đó, thì trong những trường hợp đó đúng là quý vị có thể dùng những cái ân xá đó để mà quý vị đi mở lại hồ sơ với sở di trú, nói là nè bây giờ tôi không có bị tội gì nữa, tại vì nói chung là quý vị bị tráng án mà, có nghĩa là tôi không bị tội gì nữa nên quý vị phải mở hồ sơ lại để mà đưa bỏ cái lệnh trục xuất đi để mà tôi lấy lại cái thẻ xanh của tôi, Dạ vâng. nó rất là rõ ràng như vậy. Vâng. Như vậy là mình có cái việc ân xá ở cấp thống đốc, việc ân xá ở cấp tòa án hình sự. Còn với tòa án di trú thì có những trường hợp nào ân xá đối với những cái lệnh trục xuất họ đã ban ra rồi hay không? Dạ thưa chị không ạ, thông thường tòa án sở di trú họ không có ân xá mấy cái tội đó, chỉ có lúc nào á, nếu mà trong cái quá trình có người nào kiện sở di trú về cái vấn đề họ áp dụng luật wrong, sai và lên trên tòa coi như Supreme Court của Mỹ á, Tòa tòa tối án tối cao. cao của Mỹ á, và tòa án tối cao của Mỹ đưa ra quyết định nói là đúng là hồi trước giờ sở di trú họ áp dụng luật sai á, và tòa án tối cao nói là sở di trú phải chỉnh lại, tới lúc đó mình có thể dùng những cái phiên tòa đó để mình nói là ồ cái hồ sơ của mình nằm trong cái phạm vi của mà tòa án tối cao này nói, nên vì vậy mình muốn sở di trú mở hồ sơ lại. Những cái trường hợp mới nhất đây là nó xảy ra từ tháng 6 năm ngoái, nhưng mà vấn đề là bây giờ nói chung với quý vị là bên tòa án di trú đang có một cái vấn đề rất là lớn, bởi vì tòa án tối cao có nói ra rằng là sở di trú làm sai nhưng mà sở di trú họ cũng mặc kệ. Cái mà Khanh nói là coi nó liên quan về tới cái vấn đề những người bị trục xuất, thì thưa quý vị, trước khi một người người ta bị sở di trú trục xuất thì sở di trú phải đưa ra một cái tờ án kết tội họ. Và cái tờ án kết tội đó nó có một cái nội dung nó nói là ok, quý vị đúng cái ngày này quý vị phải ra tòa và cái số cái và quý vị phải lại cái tòa ở thành phố này, địa chỉ này để hầu tòa, rồi xong họ ký cái tên họ để cái ngày. Thì theo luật á, là lúc nào mà sở di trú mà họ muốn trục xuất quý vị họ phải đưa ra cho quý vị biết rất là rõ cái thời giờ, địa điểm và ngày nào để mà quý vị đi hầu tòa. Trong cái quá trình quý sở di trú họ làm việc mấy chục năm nay có nhiều cái tờ kết tội họ không có để ngày, họ không có để giờ, họ cũng không có để chỗ, họ chỉ nói là a place to be determined, a time to be determined, rồi họ gửi. Và trước giờ quan tòa sở di trú họ vẫn chấp thuận cái đó. Nhưng mà lúc mà năm vừa rồi kiện lên tòa án tối cao nói không, những cái tờ kết tội mà không có ngày giờ rõ ràng thì coi như những cái tờ kết tội đó nó không có hiệu quả. Và một khi những cái tờ đó không có hiệu quả thì thông thường theo quý vị nghĩ là mình đâu có kết tội họ được, bởi vì kết tội không có hiệu quả. Thì lúc đó là coi như luật sư di trú bao gồm Khanh nữa, ai cũng rất là mừng, bởi vì có rất nhiều hồ sơ mình bị như vậy, mình nói là nè những cái hồ sơ mà đã bị trục xuất rồi mình mở lật lại cái tờ kết án kết tội đó, mình nói là nè cái tờ kết tội này không có cái ngày này giờ này và cái địa điểm, và quan tòa tối cao của nước Mỹ họ đã nói rằng cái tờ đó vô dụng, có nghĩa là những cái hồ sơ này vô dụng phải bỏ. Thì mình gửi giấy tờ lên với tờ sở di trú mình khiếu nại đầy hết, nhưng mà một lát sau cỡ vài tháng sau bên sở di trú họ nói không, cái tờ đó cho dù nó không có hiệu quả nhưng mà nếu mà sau này quan tòa di trú họ đưa ra một cái tờ mới có ngày có giờ địa điểm, có nghĩa là vẫn bình thường. Thì nói chung sở di trú họ đang lắp từng cái một, cho dù họ không có thẩm quyền để họ lắp những cái việc đó, bởi vì đúng theo cái luật nói là cái tờ kết tội đó phải có ngày giờ địa điểm thì mới có hiệu quả được, cái luật nói rõ luôn, nhưng mà sở di trú trước hết là họ chọn là họ không có tuân theo cái luật, họ nói là cái tờ thứ hai có thể sửa chữa cái tờ đầu tiên,
Và cái thứ hai họ cũng không có tuân theo cái tòa án tối cao của sở di trú luôn. Nên vì vậy Khanh nói là cho dù những cái hồ sơ kiện tụng về sở di trú mà được đưa lên cho quan tòa tòa án tối cao, mà tòa án tối cao đưa ra cái quyết định mà sở di trú họ nói tôi cũng có cách nhìn khác, thì tới lúc đó cho dù họ, đáng lẽ họ phải ăn xá thì họ sẽ không ăn xá. Nên vì vậy nếu mà quý vị nào mà muốn thoát đi cái sự trục xuất mà qua cái con đường ăn xá đó, con đường tốt nhất là nếu mà quý vị được thì xin qua bên thống đốc họ, nếu họ cho. Còn nếu mà giống như mở hồ sơ lại với quan tòa hình sự thì con đường duy nhất để quý vị thoát được là quý vị phải làm sao để quý vị được tráng án, có nghĩa là coi như là quý vị không có phải là người bị phạm tội. Và cái thứ hai là có bằng chứng để nói quý vị, có bằng chứng là nói là quý vị không phải là người phạm tội, thì may ra quý vị có thể xóa được cái hồ sơ trục xuất của quý vị. Còn nếu mà quý vị đi chỉ mở cái hồ sơ với quan tòa hình sự để mà giảm đi cái tội của quý vị, hoặc là đưa cái tội của quý vị xuống một cái tội thấp hơn, sở di trú họ cũng không chấp nhận mấy cái việc đó. Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Bây giờ mình tạm gác câu chuyện trục xuất và ân xá qua một bên để trả lời những thắc mắc lúc này nhé. Có quá nhiều câu hỏi rồi. Xin lỗi quý vị là trong lúc mà chúng tôi trình bày chủ đề mới, những câu hỏi mà đến trước nó cũng lần lượt nó bị trôi đi. Thì nếu mà quý vị chờ lâu không thấy thì xin gửi lại câu hỏi. Dạ, câu hỏi của Úc Liên lúc này đang hiện trước mặt chúng tôi đó là qua Mỹ được 6 tháng K1. Chụp hình lăn tay đang chờ phỏng vấn thẻ xanh nhưng mà chồng bị mất, thì trong thời gian chờ đợi đó có ảnh hưởng gì tới cái quá trình hồ sơ hay không? Thưa chị, nếu mà người chồng của chị bị mất thì chị vẫn có thể, cái hồ sơ của chị vẫn có thể tiến tới lúc mà đi phỏng vấn, chị lấy cái giấy mà chứng tử của chồng chị, tại vì chị đã cưới chồng chị rồi. Và cái thứ hai là chị cũng đã nộp cái đơn xin thẻ xanh rồi, nên chị chỉ vào cái ngày phỏng vấn, chị chỉ đưa cái giấy chứng tử của chồng chị, và chị đưa cái bằng chứng là từ lúc mà chị qua tới lúc mà chị khai đơn là hai người có sống chung và hai người có bằng chứng gì chung, thì tới lúc đó là sở di trú họ vẫn chấp nhận thuận cho cái hồ sơ của chị, chứ không phải là không, trừ khi chị không có bằng chứng hoặc chị không có thể chứng minh được là hai người sống chung với nhau từ lúc chị qua tới lúc chị nộp cái đơn xin thẻ xanh đó. Còn nếu mà chị có thể chứng minh được hết mấy cái đó thì nói chung là cho dù chồng chị mất trong quá trình này, chị vẫn có thể xin thẻ xanh được. Dạ vâng, một trong những cái loại thuốc để đem qua Mỹ đó mà bị cấm á, là nghe nói có loại là thuốc trầm cảm. Thì bây giờ một người bị trầm cảm chuẩn bị sang Mỹ mang theo cái thuốc này có vô được nước Mỹ hay không? Dạ thưa quý vị, Khanh không có biết là sở di trú họ cấm đem thuốc vào, nhưng mà nếu trước giờ Khanh chưa có biết về cái chuyện này, thông thường là họ cho đem thuốc, họ không có kiểm tra. Còn nếu mà tùy theo mà những cái thuốc nào mà nằm trong cái danh sách mà coi như là bị hạn chế, giống như là mấy cái thuốc phiện hay gì đó, thì bên Center for Disease Control họ có một cái danh sách như vậy. Thuốc phiện, Còn thuốc gây về cái nghiện vấn đó. đề Dạ. nếu mà quý vị có toa thuốc đàng hoàng, có nghĩa là quý vị bị trầm cảm và quý vị có toa từ bác sĩ, lúc mà họ hỏi thì quý vị nói tôi cần, cái đây là cái toa của bác sĩ. Còn nếu mà quý vị có thuốc mà quý vị không có toa thì có thể là sở di trú họ nói họ bắt quý vị phải quăng đi, hoặc là họ có thể nói là quý vị phạm phạm lỗi. Còn nếu mà quý vị có toa đàng hoàng, Khanh không có bao giờ nghĩ là sở di trú họ cấm quý vị cả. Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo là từng bị án treo 2 năm, bây giờ hết hạn cái án treo đó rồi, xin vào quốc tịch có được hay không? Thưa anh, cái này là tùy theo cái án treo của, không biết là anh hay chị. Thưa quý vị, anh không biết là cái án treo của quý vị nó bao gồm về cái tội gì, nhưng mà nếu mà những cái tội không có nặng á, thì thông thường sở di trú họ nói là quý vị phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày mà quý vị hoàn thành cái án treo của quý vị và coi như những cái chi tiết còn lại của tòa. Sau 5 năm đó quý vị có thể xin nhập tịch, nhưng mà quý vị phải coi lại cái tội của quý vị là những cái tội gì, bởi vì và quý vị phải coi lại cái lịch sử của quý vị có bao nhiêu tội. Bởi vì cho dù luật của nhập tịch của sở di trú Mỹ có nói rằng là họ sẽ quay ngược về 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin nhập tịch, họ sẽ coi trong thời gian đó quý vị có bị phạm tội hay không. Nếu mà trong vòng 5 năm đó quý vị không bị phạm tội nhưng mà trước đây nữa quý vị bị phạm rất là nhiều tội đó, thì có thể người ta bên luật di trú họ sẽ nói là discretionary, có nghĩa là họ có thể coi thêm ngoài cái thời gian 5 năm đó nữa. Và nếu mà họ thấy quý vị bị phạm quá nhiều tội, họ có thể nói là quý vị không có phải là một người với có một cái coi như good moral character, có nghĩa là cái Có nhân thân đạo đạo đức tốt đó. đúng là cái nhân thân đạo đức không có tốt á, thì họ có thể bác đi cái đơn xin nhập tịch của quý vị, cho dù trong vòng 5 năm vừa qua trước khi quý vị nhập tịch, xin điền đơn xin nhập tịch quý vị không có bị phạm tội. Thì luật nhập tịch Mỹ họ có nói rất là rõ ràng như vậy, họ có thể coi từ cái lúc mà quý vị trở thành người thường trú nhân tới lúc mà quý vị xin nhập tịch.
cho dù nó đã quá, nó không có nằm trong cái 5 năm mà sở di trú họ đòi. Nếu mà cái lịch sử của quý vị có những cái tiền án trước đây nữa và có nhiều á, thì họ có thể là nói là họ có thể bác đơn quý vị, bởi vì quý vị không có cái đạo đức tốt để mà coi như là để trở thành một người có quốc tịch Mỹ. Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo là mẹ thẻ xanh bảo lãnh con được 3 năm rồi mà mẹ đang nhận phúc lợi xã hội, có ảnh hưởng tới cái hồ sơ của đứa con hay không? Ồ, dạ thưa quý vị, không ạ. Những cái phúc lợi xã hội nếu mà được đưa ra vào thành luật đó, thì nó chỉ áp dụng cho những cái người được bảo lãnh sẽ qua, và coi như họ có phải sẽ có cơ hội nào họ sẽ là coi như trở thành một cái gánh nặng cho xã hội hay không để mà họ xin những cái phúc lợi xã hội. Còn cái người đang ở bên này, cho dù họ nhận phúc lợi xã hội hay không, cái đó quay ngược về cái người làm đơn bảo trợ tài chính cho hồi xưa, chứ không phải là quay ngược về cho cái tương lai của cái người được bảo lãnh qua bên này. Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo của Nhung Lê là đã nộp bảo lãnh được chấp thuận, đã bảo lãnh bằng thẻ xanh nha, chồng bảo lãnh thẻ xanh được chấp thuận tháng 7 năm ngoái và tháng 2 năm nay thì sanh em bé nhưng mà chưa có bổ sung giấy tờ của em bé. Tháng 9 năm nay thì có được kêu bổ sung thêm giấy khai thuế và cũng gửi luôn giấy hồ sơ của đứa con vào. Như vậy đó thì cái việc này có làm cái hồ sơ chậm lại hay không? Và trong cái trường hợp mà họ kêu bổ sung giấy khai thuế như vậy đó thì đã qua được cái bước thứ hai hay chưa? Bao lâu thì được phỏng vấn? Thưa bạn đặt câu hỏi, thì thông thường lúc mà quý vị bổ sung cái hồ sơ thì đúng là một là hồ sơ sẽ kéo dài, và cái thứ hai là ngay lúc mà quý vị đòi bổ sung giấy tờ thuế, quý vị có bổ sung giấy khai sinh của con, thì đúng là một lần nữa là cái hồ sơ này sẽ được đẩy ra, bởi vì một khi sở di trú họ chấp thuận, không phải, xin lỗi, không phải sở di trú, và bên trung tâm thị thực họ chấp thuận đó, có nghĩa họ sẽ gửi cho quý vị một cái fee bill mới, có nghĩa là quý vị phải trả cái tiền visa cho cháu, và quý vị phải login vô hệ thống làm lại cái DS-260 để mà nộp hết cho sở di trú. Một lần nữa xin lỗi, không phải sở di trú mà là bên trung tâm thị thực. Một khi quý vị làm hết mấy cái đó xong, trung tâm thị thực mới nói là ồ, họ đã hoàn tất cái hồ sơ của quý vị rồi, họ sẽ gửi quý vị lá thư. Ngay lúc này quý vị chưa có nhận được cái lá thư đó, có nghĩa là cái thời gian mà quý vị đi phỏng vấn chưa có tới đâu. Tại vì trước hết trung tâm thị thực phải gửi cái lá thư cho quý vị nói là ok, trung tâm thị thực mở hồ sơ cho cháu, cho con của quý vị rồi, và bây giờ quý vị có thể bổ sung cái DS-160, và quý vị phải trả cái tiền tiền visa fee 300, hình như 320 hay sao đó. Quý vị trả xong hết rồi, quý vị làm cái DS-260, quý vị gửi vào cho trung trung tâm thị thực. Trung tâm thị thực có hết cái hồ sơ, trung tâm thị thực sẽ nói ok, hồ sơ xong rồi, bây giờ chúng tôi sẽ gửi về cho lãnh sự. Tới lúc đó quý vị mới đoán được cái ngày mà quý vị sẽ có ngày phỏng vấn. Còn bây giờ nếu mà quý vị chưa có làm xong hoàn tất cái hồ sơ của con của quý vị, có nghĩa là cái thời gian quý vị đợi vẫn còn hơi dài, chứ không phải là một sớm một chiều đâu. Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo đó là để có được diện này là diện bảo lãnh F4 nha, để có được cái visa khi đi phỏng vấn á, phải ra khỏi Đảng Cộng sản bao nhiêu lâu và cái thời điểm mà tính bao nhiêu lâu đó là tính từ cái ngày đi phỏng vấn phải không? Thưa quý vị, trước hết là nếu mà quý vị nhập đảng mà quý vị có nắm quyền chức, thì bên luật sở di trú đòi và quý vị phải rời khỏi đảng ít nhất là 5 năm. Có nghĩa là ví dụ ngày mai quý vị có cuộc phỏng vấn, thì trước hết là quý vị phải rời khỏi đảng ít nhất là coi như là tháng 11 năm 2014. 5 5 năm từ năm cái kể từ ngày ngày mà đi phỏng vấn phải không ạ? từ ngày đi phỏng vấn ít nhất là 5 năm. Còn nếu mà quý vị chỉ là đảng viên thường mà quý vị không có nắm chức quyền, hoặc có chức cao, hoặc có chức á, thì sở di trú đòi là quý vị phải rời khỏi đảng ít nhất là 2 năm, và quý vị phải có giấy là nói là đảng đồng ý cho quý vị rời khỏi, chứ không phải cái giấy mà nói là quý vị nộp vào để mà xin rời khỏi. Nó rất là khác biệt nha quý vị. Cái Nhưng mà giấy xin quý vị mà không nộp biết có để được chấp xin, thuận hay không, quan trọng là cái giấy đúng đã rồi, chấp thuận đó. Dạ vâng. đã cái giấy chấp thuận cho quý vị rời khỏi rồi, sau đó quý vị mới tính 2 năm hoặc 5 năm để mà quý vị xách cái hồ sơ mà đi phỏng vấn. Câu hỏi tiếp theo đó là diện F4 nộp hồ sơ tháng 12/2006 khi nào được phỏng vấn? Thưa quý vị, nếu mà tháng 12/2006 thì đáng cái hồ sơ của quý vị đã coi như được đúng tới cái thời gian quý vị cần phải làm việc với trung tâm thị thực để phỏng vấn. Mà một khi quý vị hỏi như vậy, Khanh nghĩ rằng là quý vị cũng chưa nghe gì từ về trung tâm thị thực, nên Khanh đề nghị là cái người đứng ra bảo lãnh cho quý vị đó liên lạc với trung tâm thị thực. Có nhiều lúc cái hồ sơ bị thất lạc, hoặc có nhiều lúc là trung tâm thị thực hoặc là đã gửi giấy tờ rồi mà mình không để ý,
Thì bây giờ cái hồ sơ của quý vị đã đáo hạn rồi, bởi vì cái ngay về bây giờ cái ngày Bộ Ngoại giao đưa ra cho F4 để họ duyệt hồ sơ, họ đã duyệt cái ngày 1 tháng 7 năm 2007, mà quý vị là tháng 12 2006, có nghĩa là hồ sơ đã được đáo hạn rồi. Liên lạc với trung tâm thị thực gấp nhé. Dạ, Thùy Dương, xin hỏi là nhận được visa thì có nghe nói là phải nên đóng tiền lệ phí nhập cư trước khi tới Mỹ, vậy thì đóng ở đâu? Văn phòng luật sư bên Mỹ nói là chụp hình visa gửi qua để đăng ký thẻ xanh thì sẽ nhanh có thẻ xanh, có đúng hay không? À, thưa chị, thì thông thường cái hệ thống này là trả trên eList, là ELIS á. À, cái website trực trực tiếp thì Khanh không nhớ, nhưng mà nếu mà quý vị có thể muốn á, lên Google quý vị tra ra là ELIS, Green Card Payment, thì họ sẽ đưa ra cho quý vị lên một cái trang website của bên sở di trú. Quý vị chỉ cần cái số alien number của quý vị, có nghĩa là một khi quý vị đã đi phỏng vấn xong thì bên lãnh sự họ sẽ đưa cho quý vị một cái bao thư, bì thư màu vàng, và trong đó sẽ có cái số hồ sơ quý vị, có nghĩa là số alien number của quý vị. Một khi quý vị có số alien number đó rồi, quý vị có thể tự, một là thuê thuê người luật sư, còn hoặc cái những cái người luật sư mà phụ trách cái hồ sơ quý vị, hoặc hai, chính quý vị có thể tự lên cái website mà e-list mà cho trả tiền cho green card đó. Quý vị trả, hiện tại cái số tiền là 220 cho mỗi người. Quý vị trả xong rồi, một khi quý vị đặt chân vào nước Mỹ rồi, thì 150 ngày sau đó, trong vòng 150 ngày từ cái ngày quý vị đặt chân vào nước Mỹ, sở di trú họ sẽ gửi thẻ xanh về cho quý vị, chứ quý vị không có cần phải xin thẻ xanh nữa. Nhớ nha, bây giờ cái trách nhiệm duy nhất của quý vị là chỉ trả cái số tiền đó thôi. Quý vị trả xong rồi, cái phần thứ hai là quý vị phải bước chân vào Mỹ, và một khi quý vị bước chân vào Mỹ rồi thì 150 ngày sau đó là sở di trú họ sẽ gửi thẻ xanh về cho quý vị. Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo đó là cái luật gánh nặng xã hội của Tổng thống Trump đã chấp hành hay chưa? Dạ thưa quý vị, chưa, cái đó đang bị những cái tòa liên bang họ cản lại hết, họ chưa có cho áp dụng. Dạ, câu hỏi tiếp theo, Phùng Phạm, bà ngoại có thẻ xanh bảo lãnh mẹ, bà mất, con dưới 18 tuổi có được đi cùng hay không? Dạ, trong những cái trường hợp này là nếu mà cái người có thẻ xanh bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi, mà những người đó có con đi ăn theo thì được. Dạ được, con cái dưới 18 tuổi có thể đi ăn theo, nhưng vấn đề là quý vị phải nhớ, những cái dạng F2B á, ít nhất phải đợi 5 năm, mà trong 5 năm đó nếu mà con cái đã quá 21 tuổi, thì nếu mà mình dùng cái luật trừ tuổi xong mà trừ tuổi không được thì con cái không có thể đi theo. Câu hỏi tiếp theo của người bạn này là thời gian bảo lãnh được đi khoảng bao lâu thì luật sư vừa trả lời nha. 5 Câu năm hỏi ạ. tiếp theo của Sherry đó, chồng em bảo lãnh em và con riêng em bây giờ trên CEAC đã chấp thuận rồi, khi nào mới nhận được giấy chấp thuận và được phỏng vấn? Thưa quý vị, nếu mà trên SEAC họ chấp thuận, có nghĩa là cái đơn đó chỉ là cái đơn DS-260 quý vị nộp cho họ thôi, không có nghĩa là cái quá trình này đã xong với bên trung tâm thị thực. Nếu mà quý vị muốn hoàn tất với trung tâm thị thực thì quý vị phải làm cái bộ bảo trợ tài chính, gửi đi cái đơn DS-260 mà quý vị đã nộp cho bên SEAC rồi đó. Rồi xong, một khi quý vị nộp xong hết cái đó, trung tâm thị thực họ nói ok, cái hồ sơ này đã hoàn tất, để họ gửi về bên lãnh sự. Tới lúc đó quý vị có thể tính từ 3 tháng thì quý vị sẽ có ngày phỏng vấn. Quý vị nộp cái đơn DS-260 cho SEAC không có nghĩa là cái hồ sơ bên trung tâm thị thực đã xong nhé. Dạ, bây giờ câu hỏi của Nguyễn Thanh Đình là vợ chồng tôi đang định cư ở Mỹ có thẻ xanh, có một đứa con trai trên 21 tuổi ở Việt Nam, cách nào để bảo lãnh cháu nhanh nhất? Dạ thưa, nếu mà anh chị nói về vấn đề anh chị đứng ra bảo lãnh, thì anh chị có thể bảo lãnh con cái độc thân chưa lập gia đình. Trên 21 tuổi thì cái thời gian mà cháu phải đợi ở nước ngoài là coi như là 5 năm, ít nhất là 5 năm trước khi có thể xin để vào nước Mỹ. Còn có những con đường khác, giống như nếu mà cháu đủ khả năng để mà đi du học thì có thể xin visa đi du học qua đây. Du học và xong trong thời gian mà qua đây anh chị mới làm được hồ sơ bảo lãnh. Hoặc là những diện khác, giống như nếu mà có bằng cấp hay là gì đó, có công ty muốn đại thọ thì có thể làm qua diện EB3. Có rất là nhiều cách, cái vấn đề là cái hoàn cảnh của anh chị như thế nào và hoàn cảnh của con của anh chị như thế nào, thì cái Dạ đó vâng. là nếu anh chị muốn biết rõ thêm thì ngồi xuống nói chuyện người luật sư, chứ còn hỏi tổng quát như vậy nó có rất nhiều con đường đi ạ. Dạ, Lệ Thu xin hỏi là chồng em đang sống tại Houston, Texas, có quốc tịch bảo lãnh em, đã nộp đơn I-130, nhận ngày 22 tháng 5 năm nay, xin hỏi phải đợi đến bao giờ thì được phỏng vấn? Thưa quý vị, trước hết cái đơn I-130 phải được sở di trú chấp thuận đó. Hiện tại bây giờ Khanh thấy cái thời gian mà sở di trú họ chấp thuận là ít nhất cũng là 9 tới 12 tháng từ cái ngày mình nộp.
Sở di trú chấp thuận xong, tới lúc đó mình phải làm việc với bên trung tâm thị thực để mà mình hoàn tất cái hồ sơ bảo trợ tài chính và trả tiền visa và làm cái DS-160 lý lịch pháp lý thứ hai đầy đủ xong hết cho bên trung tâm thị thực, tới lúc đó họ mới hoàn tất hồ sơ, họ gọi gửi về cho bên lãnh sự. Theo bây giờ Khanh thấy cái thời gian từ lúc mình làm cái đơn I-130 tới lúc hoàn tất hết á, nếu mà nhanh mà không có vấn đề gì thì giữa 1 năm tới 1 năm rưỡi. Mà chị mới nộp từ hồi tháng 5, có nghĩa mới được có 6 tháng, cái hồ sơ này còn quá sớm chị. Vâng, câu hỏi của Hambly Châu là em ở Mỹ có thẻ xanh lấy vợ ở Việt Nam và có làm giấy đăng ký kết hôn. Hiện tại vợ có một em bé ở Việt Nam. Ba mẹ vợ thì đang bảo lãnh diện F4, có giấy báo đóng tiền visa rồi, trong danh sách đóng tiền visa có tên vợ em. Vậy thì luật sư cho hỏi là vợ và con của em có được đi cùng với ba mẹ vợ hay không? Cái này được chứ. Cái vấn đề là, khoan, xin lỗi, con của anh chị không đi theo được. Người vợ thì có thể đi ăn theo bố mẹ, nhưng mà cái vấn đề là người vợ này, một khi đã lập gia đình rồi đó, cái người vợ này không phải là derivative nữa, không phải là derivative theo cái dạng F4 nữa. Nên bây giờ anh đáng tốt nhất á, là anh muốn con anh đi theo cùng lúc á, thì anh phải duy trì cái hồ sơ của anh bảo lãnh cho vợ của anh. Bởi vì nếu mà anh dùng cái hồ sơ mà coi như là bố mẹ đi rồi con đi ăn theo á, thì nói chung cháu không có thể đi ăn theo cái hồ sơ đó được. Có nghĩa là cái dạng F4 không có cho người cháu đi ăn theo, chỉ cho cái người được bảo lãnh và con cái của họ dưới 21 tuổi hoặc là trừ tuổi xong ra đó thì có thể đi được, chứ không có cho cháu chích đi theo nhé. Nên nếu mà đi dưới cái dạng F4 thì con của anh không có thể đi ăn theo được. Nên vì vậy, nếu mà anh muốn con của anh đi với vợ của anh phải duy trì cái dạng F2A mà anh đứng ra anh bảo lãnh. Chứ bây giờ anh mà nghĩ mà cho vợ anh đi theo người bố mẹ thì con của anh sẽ ở lại, và anh và vợ anh phải tính sao để mà cho con qua sau này. Vâng, câu hỏi của Tín Huỳnh bảo lãnh hai con dưới 21 tuổi phải mở hai bộ hồ sơ, phải không thưa luật sư Khanh? Dạ đúng rồi ạ, cho dù quý vị là có quốc tịch hoặc quý vị có thẻ xanh, mỗi người con đều cần một cái hồ sơ riêng ạ. Dạ, mẹ ở Mỹ có thẻ xanh bao lâu có thể bảo lãnh con gái con rể? Thưa quý vị, người có thẻ xanh không có thể bảo lãnh con cái đã lập gia đình. Người có thẻ xanh chỉ có thể bảo lãnh con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình, hoặc là con cái trên 21 tuổi chưa lập gia đình. Nếu mà người con đã lập gia đình rồi thì quý vị không có khả năng nào để quý vị bảo lãnh, trừ khi quý vị nhập tịch. Câu hỏi tiếp theo, Quốc Khanh hỏi luật sư là với những người đã từng có án, thụ án xong rồi, được xóa án trên 25 năm, được xác nhận là công dân tốt sau khi mãn án, khi được bảo lãnh định cư tại Hoa Kỳ thì có được chấp nhận hay không? Thưa quý vị, vấn đề là quý vị phải coi lại cái án của quý vị bị hồi ngay lúc đầu là tội gì. Tại vì vấn đề bên Việt Nam xóa án á, sở di trú lúc mà quý vị đi phỏng vấn thì trong cái đơn DS-260, nếu mà cái này là quý vị nói là bảo lãnh mà quý vị ở nước ngoài nhé, thì trong DS-260 sẽ hỏi là quý vị có bao giờ bị bắt hay chưa. Họ chỉ hỏi cái câu có bao giờ bị bắt hay chưa thôi. Một khi quý vị đã bị bắt rồi, quý vị phải báo cho họ biết. Nếu mà quý vị không báo cho họ biết là quý vị đã bị bắt rồi, bởi vì quý vị nghĩ là cái vụ án này đã bị xóa rồi đó, thì cái đó là quý vị khai gian với sở di trú. Và nếu mà quý vị nói quý vị bị bắt thì tới lúc đó quý vị phải đưa ra cái tội án của quý vị là như thế nào, và ok quan tòa họ xóa như thế nào. Tới lúc đó bên lãnh sự quán họ sẽ coi lại và họ có bắt buộc quý vị phải xin cái waiver hoặc là họ không có cho quý vị đi. Bên Việt Nam xóa án không có nghĩa là bên Bộ Ngoại giao và lãnh sự quán họ sẽ chấp thuận cho quý vị cho cái visa. Nên quý vị cần phải nói chuyện một cái người luật sư để hiểu rõ về luật di trú, và quý vị phải lôi ra lại cái lịch sử của quý vị về cái quý vị bị tội gì, bị bao nhiêu và bị như thế nào, và cái lệnh xóa án của quý vị như thế nào. Tới lúc đó cái người luật sư đó mới ngồi rõ, mới nói chuyện rõ ràng với quý vị biết là ok, lúc mà quý vị làm việc để mà xin visa, quý vị có cần phải xin cái waiver hay không, hoặc là nếu mà quý vị không xin waiver được thì ok, quý vị có thể làm những cái gì. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh cho hỏi là diện bảo lãnh anh chị em đó, hồ sơ cứu xét tới đâu rồi? Thưa chị và thưa quý vị khán giả đặt câu hỏi là hiện tại bây giờ cái hồ sơ F4 bên Bộ Ngoại giao cái ngày đáo hạn họ đưa ra là ngày 1 tháng Giêng 2007, có nghĩa là những người nào nộp cái hồ sơ trong ngày đó hoặc trước ngày đó thì coi như là có thể làm việc với bên trung tâm thị thực, và nếu mà làm xong rồi thì có thể lên cái cuộc lịch trình để phỏng vấn với lãnh sự. Bị bad credit tín dụng xấu có ảnh hưởng tới việc nhập tịch Mỹ hay không?
Vấn đề nếu mà quý vị bị bad credit á, mà quý vị mượn nhiều tiền quá mà quý vị trả không được, mà quý vị không có bị gán tội hình sự á, thì nói chung không, quý vị có thể khai phá sản. Mà nếu mà quý vị bị bad credit mà quý vị nói chung là có bị phạm tội hình sự bởi vì quý vị fraud cái gì đó, thì sẽ có ảnh hưởng tới cái hồ sơ N400 của quý vị. Một lần nữa nhé, nếu mà bị bad credit bởi vì quý vị chỉ mượn tiền mà không trả, mà bị collection mà không có tội hình sự gì hết á, không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà có tội hình sự về vấn đề bị fraud hay là này nọ đó thì sẽ có vấn đề. Dạ, mẹ đứng thẻ xanh bảo lãnh con gái bao lâu ạ? Thưa chị, cái này tùy theo con gái chị có dưới 21 tuổi hoặc trên 21 tuổi. Nếu mà dưới 21 tuổi thì một khi cái hồ sơ I-130 được chấp thuận, quý vị có thể làm cái phần kế tiếp để mà đưa con của quý vị qua bên Mỹ. Một là nếu mà làm con quý vị đã ở nước ngoài thì quý vị làm với bên trung tâm thị thực và sau đưa về lãnh sự. Còn nếu mà con gái quý vị đang ở bên Mỹ thì quý vị có thể xin thẻ xanh với sở di trú luôn. Còn nếu mà con gái của quý vị đã quá 21 tuổi mà chưa lập gia đình thì quý vị đợi ít nhất cũng phải là 5 năm nếu mà quý vị chưa nộp hồ sơ, bởi vì bây giờ cái ngày đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cho cái hồ sơ F2B là ngày 8 tháng 7 năm 2014, mình là bây giờ 21 tháng 11 2019, nếu mà chưa nộp hồ sơ thì đợi cỡ 5 năm và 4 tháng. Dạ, chồng quốc tịch bảo lãnh vợ diện kết hôn tháng 8 năm nay ở Texas. Bao lâu được chấp thuận? Nếu mà quý vị mới nộp cái hồ sơ từ tháng 8, quý vị phải đợi ít nhất cũng cỡ 1 năm. Nếu mà cái người vợ quý vị đang ở đây, quý vị đang xin cái hồ sơ mà bảo lãnh và thẻ xanh chung á, Vợ đang ở Việt thì Nam. hiện tại nếu mà đơn Việt Nam ít nhất là 12 tới 18 tháng ạ. Ít Trịnh nhất. Túy hỏi là mẹ chồng của em dùng thẻ xanh bảo lãnh hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ của em được hay không? Dạ thưa quý vị, một lần nữa, người thường trú nhân không có thể nào bảo lãnh con cái đã lập gia đình, nên không được, phải nhập tịch rồi xong mới muốn bảo lãnh được. Diện hôn thê bảo lãnh mất bao lâu nếu hôn phu của em mới vừa ly dị thì mở được hay không? Thưa quý vị, vấn đề mới hay không, cái đó không thành vấn đề, tại vì Phan cũng có làm những cái hồ sơ họ mới ly dị được có 1 tháng 2 tháng họ quay ngược lại họ làm cái hôn thê. Thì cái diện hôn thê làm nếu mà đúng hết đó lại cỡ 12 tới 18 tháng. Khanh mới nộp cái I-129F từ hồi tháng hình như tháng 6 tháng 7 mà Khanh có hai cái hồ sơ họ đã chấp thuận rồi. Có người trong 4 tháng mấy họ đã chấp thuận cái đơn I-129F, nhưng mà cái vấn đề là cái đó là cái bước đầu tiên thôi. Cái bước thứ hai là một khi cái hồ sơ được chấp thuận thì mình phải làm với bên lãnh sự. Thì thông thường bây giờ nếu mà theo cái dự đoán của Khanh nghĩ trong vòng một cái bây giờ cái diện hôn thê nó đang đi nhanh hơn một chút, nhưng mà Khanh không biết cái thời gian này nó sẽ kéo dài bao lâu, tại vì mấy cái hồ sơ Khanh làm vừa qua là cũng là trong vòng 1 năm từ cái ngày Khanh nộp hồ sơ tới cái ngày mà cái người đó họ đặt chân qua Mỹ là trong vòng 1 năm. Dạ, Lê Hoàng xin hỏi là ba tôi là người thường trú nhân bảo lãnh cho em tôi diện F2B ngày ưu tiên tháng 6 năm 2016. Khi làm hồ sơ em tôi vẫn còn ở Việt Nam nhưng mà hiện em tôi đang du học ở Canada. Hồ sơ đã chuyển tới NVC và đang đợi visa. Khi nào thì ba tôi nên bổ túc hồ sơ và có cách nào thay đổi hồ sơ để em tôi có thể phỏng vấn ở Canada thay vì phải về Việt Nam hay không? Thưa quý vị, một khi NV cái ngày final action của bên sở di trú họ đưa ra cho cái nộp giấy tờ cho bên lãnh xin lỗi cái filing fam này không được, trước hết là quý vị phải làm việc với trung tâm thị thực. Và nếu mà quý vị đã nộp hết giấy tờ cho trung tâm thị thực rồi, có nghĩa là trung tâm thị thực gửi giấy tờ quý vị nói là bây giờ phải trả tiền bảo trợ tài chính và trả cái tiền visa. Và cái thứ hai là quý vị phải điền cái đơn bảo trợ tài chính và làm đơn DS-260 á. Thì một khi quý vị làm hết cái đó rồi, quý vị gửi vào cho sở di trú nhưng bên cho trung tâm thị thực, nhưng mà vấn đề là ngay lúc này cái hồ sơ này chưa được đáo hạn bởi vì họ mới duyệt từ tháng 7 2014 thôi, mà hồ sơ quý vị là 2016, thì quý vị phải ngồi đợi tiếp. Trong cái thời gian kế tiếp á, tới lúc nào cái ngày ưu tiên của quý vị trùng với cái ngày đáo hạn của Bộ Ngoại giao họ đưa ra, tới lúc đó bên trung tâm thị thực mới đưa cái hồ sơ về cho lãnh sự để mà coi như là đưa cái cuộc hẹn cho em của quý vị. Rồi, để mà trả lời câu hỏi thứ hai á, là quý vị nói là có cách nào để mà có hồ sơ cái này được đưa qua bên Canada để mà là làm cái cuộc phỏng vấn hay không? Thì cái luật có nói rằng là nếu mà quý vị là một cái người nước thứ ba, có nghĩa là quý vị đang ở một cái nước khác mà quý vị muốn xin cuộc phỏng vấn với cái lãnh sự đó đó, thì thông thường quý vị phải chứng minh rằng là quý vị là người thường trú nhân ở đó, hoặc là quý vị có những cái visa đi làm hạn lâu dài. Trong cái trường hợp này là em của quý vị có cái visa đi du học
nên thông thường lãnh sự của nước bên Mỹ, của bên Canada họ sẽ không có chịu cái sự việc chuyển cái hồ sơ để mà cho em của quý vị coi như là phỏng vấn ở Canada, mà họ bắt là phải về Việt Nam để phỏng vấn. Nên nếu mà em của quý vị có giống như là coi như tương đương với một người thường trú nhân ở bên Canada thì just tới lúc đó mình có thể xin mình chuyển qua được, hoặc có cái những cái visa đi làm lâu dài á, thì được. Còn thông thường mấy cái hồ sơ đi du học sinh thì hơi khó nên không có được. Dạ, em đã ly hôn, mẹ em có thể sanh bảo lãnh em thời gian bao lâu? Nếu mà chị đã ly hôn và người mẹ có thẻ xanh bảo lãnh thì trước hết là phải đợi cỡ 5 năm, 5 năm 4 tháng của chị. Nếu mà hồ sơ của người mẹ chị đã mở rồi, bảo lãnh cho chị đã được mở rồi đó, chị chỉ coi cái ngày ưu tiên, có nghĩa là cái ngày priority date, mà cái ngày sở di trú họ nhận được cái hồ sơ đó, chị tra với ngày 8 tháng 7 2014 thì chị sẽ biết chị cần phải đợi bao lâu. Nếu mà mẹ chị chưa có nộp hồ sơ thì ít nhất là 5 năm 4 tháng. Câu hỏi của Aniston là một người thường trú nhân có thẻ xanh đã 84 tuổi nhưng mà có nhận trợ cấp tem phiếu thì có vào quốc tịch được hay không? Dạ được chứ, không vấn đề gì ạ. Có những cái hồ sơ Khanh đã làm và có trong những trường hợp như vậy, cái đó không có ăn nhầm, bởi vì trước hết là cái luật về vấn đề và gánh nặng xã hội của ông Trump ông đưa ra cũng chưa có được áp dụng. Nên cái thứ hai, nếu mà quý vị có đầy đủ khả năng để mình nhập tịch, lúc nào Khanh cũng khuyên quý vị nên nhập tịch liền. Những câu hỏi khác liên quan tới việc liên lạc với luật sư Khanh, liên hệ như thế nào, có thể cho số điện thoại được hay không? Cái đó thì để mình từ từ mình nói lại đi. Tại vì cái này là Khanh muốn làm đài với chị để mà coi như thông tin này ra thôi cho cộng đồng coi. Còn về vấn đề liên lạc với Khanh thì từ từ mình tính sau nha. Dạ, luật sư Khanh có muốn đưa số điện thoại hay là địa chỉ email không? Nếu mà quý vị muốn email Khanh á, thì quý vị email cái địa chỉ khanhthiphạm@gmail.com. Còn số điện thoại thì nói chung nhiều người gọi qua Khanh quá, Khanh cực lắm, Khanh không biết trả lời ai và ai nữa. Khanh Thi Phạm là Khanh rồi chữ T Phạm gmail.com. gmail.com. Khanh T Phạm gmail.com. Chúng tôi có để ở dưới đây quý vị ghi lại nhé. Câu hỏi của Nguyên là con đi theo diện F3 quá 21 tuổi. Khi phỏng vấn ba mẹ có thể xin trực tiếp người phỏng vấn để cho con được đi cùng không? Quý vị là non, có nghĩa là cái quý vị là người ăn theo của người được bảo lãnh đúng không? Dạ, Nếu F3 mà mà con quá 21 rồi, cái lúc mà đi phỏng vấn có thể hơi xin xỏ cái người phỏng vấn. thưa quý vị, không phải là xin xỏ mà mình phải dùng cái luật trừ tuổi đó. Cái luật trừ tuổi có nghĩa là mình lấy cái ngày sở di trú họ chấp thuận cái đơn I-130, xong mình trừ đi cái ngày mà mình họp vào, có nghĩa là cái ngày priority date, rồi mình sẽ biết là sở di trú họ dùng bao nhiêu thời gian để mà họ duyệt cái hồ sơ của mình. Rồi ngay lúc mà cái hồ sơ được đáo hạn với bên Bộ Ngoại giao, có nghĩa là cái ngày ưu tiên nó trùng với cái ngày đáo hạn, tới lúc đó mình lấy cái tuổi của những người đã quá 21 tuổi mà đi ăn theo, mình trừ đi cái thời gian mà sở di trú họ đã duyệt cái hồ sơ của mình, và một khi mình trừ xong mình vẫn dưới tuổi 21 thì mình nói với sở di trú họ phải mở cái hồ sơ để họ cho mình đi vào, chứ không phải là mình xin họ. Còn nếu mà mình đã trừ xong rồi mà cái tuổi vẫn còn quá 21 thì những người này không có thể đi ăn theo được. Dạ, cái đó là Nên mình quý nói vị, về luật thì đúng rồi, nhưng mà cái câu hỏi ở đây đó là vẫn biết là luật là không cho phép, nhưng mà khi mà mình đi phỏng rồi vấn dạ mình có thưa thể không ạ, xin xỏ theo cái chuyện là nhân không đạo di du được không? không, dạ không có chuyện đó đâu. Một là mình được đúng theo cái luật, còn nếu không là mình bị loại ra khỏi, không có thể nào mà mình xin theo nhân đạo hoặc là cho ăn theo cả, dạ không. Dạ vâng. Câu hỏi của Jessica Lâm, chồng em là người Mỹ lai, chồng em làm công ty đóng thuế cao, nộp hồ sơ tháng 7 hay tháng 8 gì đó bên trung tâm luật sư ở Mỹ, tới bao giờ hồ sơ em mới được gọi đi phỏng vấn? Thưa chị, thì chồng chị làm lương như thế nào nó cũng không có phải là quan trọng, mà cái thứ hai á, là vấn đề là nếu mà hồ sơ của chị và chồng chị có đầy đủ, mà chồng chị là người có quốc tịch, thì cái hồ sơ của chị cũng ít nhất là 12 tới 18 tháng mới đó có cái lịch đi phỏng vấn, nếu mà trong quá trình làm việc không có vấn đề gì. Nếu mà trong quá trình làm việc với sở di trú mà họ đòi bổ sung này bổ sung nọ thì cái hồ sơ của chị sẽ kéo dài hơn nữa. Dạ, hồ sơ F4 tháng 6 2007, hồ sơ đã mở rồi, cho hỏi khi nào được phỏng vấn. Thưa quý vị, nếu mà tháng 6 2007 mà ví dụ trước hết là quý vị đã làm xong hết với bên trung tâm thị thực rồi và họ nói họ gửi về cho bên lãnh sự, thì trước hết cái ngày ưu tiên của quý vị nó cũng chưa trùng với cái ngày đáo hạn, bởi vì bây giờ cái ngày đáo hạn họ mới duyệt tới ngày 1 tháng giêng 2007, có nghĩa quý vị phải đợi ít nhất là 6 tháng nữa.
Mà nếu mà quý vị chưa làm xong với trung tâm thị thực thì nói chung là có thể kéo dài. Mà nếu mà trong cái thời gian 6 tháng kế tiếp á, mà quý vị làm hết với trung tâm thị thực, coi như là hoàn tất hết tất cả, thì Khanh nghĩ cái cuộc phỏng vấn của quý vị, Khanh nghĩ ít nhất gì gì cũng cuối năm 2020 quý vị sẽ đặt chân tới nước Mỹ. Có một bộ hồ sơ đã gửi bảo lãnh hồi tháng 9 năm 2007 tới nay đó, đã có nhận giấy chấp nhận rồi nhưng mà chưa có thông tin gì. Khi nào thì mới được giấy giải quyết? Nếu mà quý vị nói hồ sơ mà nhận bảo lãnh từ tháng 9 2007, trước hết quý vị phải nói cho Khanh biết là dạng hồ sơ bảo lãnh như thế nào, bảo lãnh anh em, bảo lãnh con cái, bảo lãnh như thế nào. Nếu mà bảo lãnh anh em á, tháng 9 2007 tới giờ mà quý vị chưa có nhận được gì á, thì trước hết bây giờ quý vị phải liên lạc với bên sở di trú coi họ đã gửi cái hồ sơ qua cho trung tâm thị thực hay chưa. Nếu mà sở di trú họ nói họ gửi rồi thì cái thứ hai là quý vị phải làm là liên lạc với trung tâm thị thực để mà lấy cái hóa đơn để mà trả tiền trả cái visa và cái tiền cho cái đơn bảo trợ tài chánh. Quý vị trả xong những cái tiền đó rồi, quý vị có thể làm cái đơn cái phần còn lại với trung tâm thị thực là làm cái đơn DS-260 cho những người quý vị bảo lãnh. Và cái thứ hai là làm cái bộ bảo trợ tài chánh để vào gửi kèm vào xong. Gửi xong hết rồi thì mình ngồi đợi thôi, mình ngồi đợi tới cái ngày ưu tiên nó trúng, ngày đáo hạn, và bên lãnh sự họ sẽ đưa ra cái ngày phỏng vấn. Dạ, mẹ đi du lịch Mỹ, em có quốc tịch cho nên làm giấy cho mẹ ở lại Mỹ luôn, bao lâu có thẻ xanh? À, thưa quý vị, nếu mà trong cái quá trình quý vị muốn bảo lãnh mà cái người đã qua Mỹ rồi đó, mà quý vị làm cái bộ nguyên cái bộ bảo lãnh và cái bộ xin thẻ xanh thì thông thường là cỡ 12 tới 15 tháng. Ở Houston này thì Khanh thấy hiện tại bây giờ họ đang cắt ngắn thời gian còn lại 1 năm. Trước đây á, là cỡ 1,5 năm họ mới gọi đi phỏng vấn, nhưng mà bây giờ trong mấy hồ sơ Khanh mới làm thì họ trong vòng 1 năm họ đã gọi đi rồi. Mà cái này tùy theo nơi quý vị ở, nếu mà Khanh đoán á, thì 12 tới 18 tháng. Có những câu hỏi tiếp theo là về địa chỉ văn phòng và cách liên lạc với luật sư, cũng như là muốn hẹn với luật sư đã hẹn trước bao lâu? À, thưa quý vị, nếu mà quý vị cần quý vị email cho Khanh trước đi, tại vì trước hết là bây giờ Khanh không có làm với còn không có cộng tác với văn phòng BPSOS nữa. Và nói chung là bây giờ Khanh đang chỉ muốn làm đài với chị để mà giúp cho quý vị thôi. Còn ngoài ra khách thì Khanh làm không xuể. Nên cái này cũng kẹt. Nên nếu mà quý vị muốn, quý vị có thể email Khanh, là nếu mà Khanh có thời gian Khanh sẽ cố gắng để mà giúp để trả lời câu hỏi cho quý vị. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Bây giờ mình đã ở phút thứ 52, có nghĩa là lố gần nửa tiếng, gần gấp đôi thời gian cho phép vì câu hỏi quá nhiều và vì cái lượng theo dõi từng phút một vẫn duy trì ở lượng rất là cao, cho nên chúng tôi vẫn cố gắng để mà phục vụ quý vị, trả lời giải đáp những thắc mắc quý vị càng nhiều càng tốt, nhưng mà vẫn không thể nào đủ, không thể nào giải quyết được hết trong một lúc. Mong quý vị thông cảm. Những câu hỏi nào chưa được trả lời, quý vị xin trở lại vào tuần tới. Tất cả những câu hỏi hàng tuần mình gặp nhau thì thế nào cũng có cơ duyên để được giải đáp, quý vị đừng có nản lòng nha. Sau khi theo dõi chương trình, quý vị chỉ cần bấm like hoặc là share, tức là thích hoặc là chia sẻ đó, thì mình để lại, mình coi lại lúc nào cũng được, hoặc là những người khác quen biết với mình còn có thể coi thêm, tức là mình giới thiệu cho mọi người cùng biết nữa. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Chương trình của chúng tôi tối thứ năm hàng tuần với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas, từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối, nhưng mà luôn luôn là nó lúc nào cũng dài hơn 30 phút. Mong quý vị chờ đón và chúng tôi xin hẹn gặp lại vào tuần tới với luật sư Khanh Phạm. Cảm ơn luật sư Khanh nhiều lắm ạ. Khanh cảm ơn chị Trà My, và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Voa rất nhiều để mà thức khuya để mà coi đài với Khanh và chị. Dạ, những thông tin mà chúng tôi cung cấp trong chương trình này hàng tuần với luật sư Khanh đó là những kiến thức chuyên môn của luật sư Khanh Phạm. Quý vị và các bạn có những trường hợp cụ thể của cá nhân của mình thì xin là tư vấn với lại những luật sư riêng, tìm hiểu thêm nhiều nguồn thông tin khác nữa, và những thông tin này thì không phản ánh quan điểm hoặc là chính sách của chính phủ Mỹ. Một lần nữa Trà My cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới. Xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin kính chào quý vị.